Chiều ngày 16 tháng 12, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Ngọc Lặc tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 để quyết định một số nội dung quan trọng. Đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, đồng chí Cao Viết Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân huyện, thông báo về việc phân công các ban Hội đồng Nhân dân huyện thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, công văn của Hội đồng Nhân dân huyện về trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung chương trình được thông qua. Trọng tâm là các nội dung liên quan đến chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đã thống nhất và cho ý kiến cụ thể vào từng vấn đề, nội dung được trình tại kỳ họp. Thống nhất dự kiến kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ diễn ra trong vòng 1,5 ngày 20 và 21 tháng 12 năm 2023. Đề nghị Ủy ban Nhân dân, các phòng ban chuyên môn có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ được phân công, khẩn trương hoàn thành và gửi tài liệu về các ban Hội đồng Nhân dân để phục vụ công tác khảo sát, thẩm tra, trình tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026.